để chung ngủ ở đây một đêm. Ngày mai, ta, Nguyễn Huệ, xin thề sẽ giết sạch sẽ lũ chúng, lấy mau giặc tẩy Sơn Hà, lấy đầu giặc tế thần minh. Chúng ta không chỉ đánh thật mạnh, mà phải đánh đến chân động Sơn Lâm, đánh cho quỷ thần khóc hải. Đến ngàn năm sau, giặc cũng không dám đem mạng xâm phạm cương thổ nước Nam. Xa xa rừng lối hồ, ta hiền lành đứng đầu mỏng sao.
giữa mùa xuân trong trận hoang dê, trời đất Tây Sơn.